Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Đạo Phật Cuộc Sống. Hôm nay mình có dịp làm món lẩu chay. Xin mời mọi người cùng theo dõi với mình. Món lẩu chay này thì nguyên liệu mình chuẩn bị gồm có là sả, tỏi. Và đây là thịt dê, chanh. Và đây là rau thì mình có là rau muống, rau mồng tơi, rồi rau nhút, rồi khóm. Đó, đây là nước. Nước này sau khi mình đã dùng máy xay sinh tố để xay để cho nó nhuyễn, để vô làm nước lẩu. Và đây là các loại nấm, có nấm gơm. Và đây là nấm bào ngư. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi quá trình nấu lẩu. Thank you.
hôn cao bất kỳ thôi. Chào tất cả mọi người, sau hơn 15 phút nấu nồi lẩu này thì đây là thành quả của gia đình mình đây. Đây nồi lẩu này thì lẩu Thái với khóm thơm phức luôn. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với gia đình mình nhé. Cho mọi người có một bữa ăn thật ngon miệng. Xin chào kênh Đạo Phật Cuộc Sống, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.